Dạ. Dạ. Cô nói à, xe này cũng ta cho. Xe điện á, xe lăn điện đó. Rồi. Cái nhà này nhà tình thương luôn. Vậy 6 năm về trước là cũng sớm làng người ta hùng cây hùng ván rồi lại cất cho. Cho. Cái anh cái nhà mà nằm ngay mé sông vậy luôn đó hả? Ai không có đất á. Dạ. Sông vậy. Ừ. Chị nói là cái bên cũng ở mé sông luôn. Dạ, bà chị ruột á hả? Dạ. Chào anh. À, ý là em giới thiệu sơ sơ về cái hoàn cảnh của anh. Hôm nay có cô dần tới thăm anh đó. Hả? À, cái trường hợp của anh đây là bị tật. Thôi anh ngồi trong nhà được, em xích vô. Nhưng mà ý là em quay từ bên ngoài trước. À, cô dần vô. Cái trường hợp của anh đây thì đang ở là xã này, xã gì cô? Ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội. Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Em bước lên đây cái nó có gậy không? Chỗ này. À, chứ bước lên cái nó gậy của anh rồi gì? Đây là căn nhà của anh. Dạ. Trời, nó rồi em ngồi đây cái nha. Dạ. Ừ. Rồi em chào anh. À, em cô dẫn em vô thăm anh đó. Dạ. Dạ. Anh biết cô không? Biết. Ừ, cô có hay vô thăm anh ha? Dạ. Dạ. Cho em hỏi thăm anh tên gì anh? Lê Minh Sơn. Anh Lê Minh Sơn. Dạ. Năm nay anh Sơn bao nhiêu tuổi rồi? 50. Dạ. Rồi vợ con anh đâu anh? Vợ con bỏ đi này nó 5 năm rồi. Bỏ anh hay là sao? Dạ bỏ. Vợ bỏ hả? Rồi con? Con thì nó bắt đứa gái, còn hai thằng trai ở đây. Đâu rồi anh? Hai đứa nó đi tiếp bà con đó. À đi làm phụ á hả? Nó kêu đi ra bưng cà phê rồi bà sắm đồ Tết. À đi làm nó như... mới đi tuần lễ này. Ừ, đi làm để cô cho tiền sắm đồ Tết cho mà dạ. Cô ruột anh hả? Cô bà con. À cô bà con. Hai em trai lớn tuổi với anh? Thằng mới có 13, 14 à. Ủa, anh 50 tuổi mà có con trẻ vậy hả? Có vợ trẻ, có em đâu. À. Dạ. Vậy hả? Mà cũng có vợ đó. Nhưng mà sao may mắn còn có người ưng kìa. Bởi vậy, ở ba đứa con cái nó bỏ đi luôn. À. Ừ. Anh có rượu chè gì không mà chị bỏ không, vậy? Không có uống rượu. Dạ. Nhỏ lớn không uống. Vậy sao chịu được có mấy đứa con mà sau này bỏ? Sao hoàn cảnh gì thấy gì cứ bỏ đi. Ừ. Sướng nó ngoài luôn. À, chị có tật hay không, sao không? Chị cũng nguyên vẹn. Dạ. Nguyên vẹn mà dạ. chiều mình là còn hay rồi đấy chứ. Dạ. Ừ, vậy là ở với nhau được mấy năm anh? Thì thằng lớn nay 14 tuổi. Dạ là ở đến 14 năm mới đi à? Nó đi nay nó 5 năm rồi. À vậy là mới có 10 năm ở được 10 dạ. năm. Dạ. Dạ ở được 9 năm. Rồi thì anh nói là hai đứa con trai là đứa 14 tuổi với đứa mấy tuổi? Đứa 13. À là sát nhau luôn. Dạ. Dạ hai bé trai. Không có hết đi học rồi anh hả? Nghỉ rồi. Hai đứa nghỉ chừng. Dạ. Hoàn cảnh khổ quá rồi nó nghỉ. Dạ. Anh rồi cái công việc chính của anh là hồi nãy cô có nói giới thiệu sơ là anh đi bán vé số hả? Bán vé số ngày bán được bao nhiêu anh? Có hai lần người ta giật cửa nghỉ luôn rồi. Bán sáng bán chiều hay là bán hai lần là sao? Có lần giấc sáng rồi giấc tới trưa về cái ai đợi cái giật cái nghỉ luôn. Giật mất vốn nghỉ luôn hả? À. Coi cái đầu dưới chạy hư cụ xe chạy. Dạ. Giờ mần sen ăn. Mần sen. Ừ, mần sen là hái sen á hả? Người ta hái rồi đem lại cho mình. Mình lột vỏ ra. Mình lột vỏ. Lột cái vỏ xanh bên ngoài đó. Dạ. Dạ. À, may mắn là cái đôi tay mình nó còn khỏe đúng không anh? Dạ. Dạ. Đúng dạ. Đúng. Hai cái chân thì. Hai dạ. Hai cái vỏ thì nó bị teo lại rồi. Đi không được. Dạ. Bỏ cái này là mình bị sốt bại liệt từ nhỏ hay sao anh? Sốt bại liệt. Dạ. Trắng trẻo đẹp trai quá hả? Rồi ngày lột hạt sen vậy được nhiêu tiền anh? Mấy 50 ngàn đổ lợi hả? Dạ, ngày kiếm 50 ngàn. Kiếm muối mắm. Muối mắm mắc mua không? Thì ý là kiếm 50 ngàn mua muối mắm rồi đó. Mắm với đồ ăn chút đỉnh gì thôi. Dạ. Gạo rồi gì. Rồi trước đó là hai đứa nhỏ của anh á, hai đứa con của anh á, ở chung vậy thì anh đi làm hạt sen có 50 ngàn thì sao lo được cho hai bé? Thì nó cũng làm kiếm nhau ba cha con rồi làm. Ba cha con làm thì cái sản lượng nó tăng lên ha. Dạ. Tăng lên như 10 ngàn, 20 ngàn nữa gì đó. Dạ. Ừ. Cái căn nhà này là người ta cất cho anh à? Cho lên, hôm nay nó 7 năm rồi lâu rồi. Cho 7 năm. Dạ. Cung cấp rồi. Ngang 3 mét à? Dạ. Rồi mùa nước có lên tới sàn không? Nước lên bò lên tới đây nè. Ừ. Nó bị nghiêng đó. Dạ. Nó bò lên tới đây. Nước giật xuống mới lao mới chảy chiếu ngủ được. Dạ. Đi cái đất này là đất nhà nước cho hay sao mà anh cất được? Của nhà, đất của bà chị. Đất của bà chị cho. Cho ở luôn hả?
Rồi ví dụ giờ ai cho tiền sửa lên là bà chị có cho sửa không? Sửa. Ừ. Cái này là phần của tôi rồi. Phần của anh. Mấy xong rồi. Dạ. Có nghĩa là nhà mình ở trên mé sông nhưng mà anh thì giống như các cái chòi ở dưới mé sông vậy đó. Ở dưới mé sông. Dạ. Trên của bà chị. Ừ. Mà các chị nhà nước có cho không vậy anh? Cho như mình sửa lại ngọc đá đồ gì đó. Dạ. Mang được. Cột này dưới là cột cây hả? Cây mình dẫn ngã một chiều chừng. Dạ. Ừ. Mình đông anh chị em không anh? Bốn người. Ở đây hết luôn hay là để có đi? Ở đây 2 người. Dạ. Nhiều thứ cán hết. Dạ. Ở đây 2 người, đi 2 người à? Là con anh với bà chị thôi hả? Dạ. Rồi anh cứ đi lui đi tới trong nhà nấu nướng được mà đúng không anh? Bò lết nấu được. Dạ. Như có đi ra ngoài thì lên chiếc xe đó. Dạ. Đi. À, lên chiếc xe điện thì mình chạy đi được. Dạ. Ta ủng hộ người ta cho. Ừ. Mà làm trong nhà mà làm sen vậy thì 50 ngàn thì thấy có đủ, có được không anh? Cuộc sống vậy có ổn không? Như đồ ăn, đồ như gạo, đồ lâu cũng ủy ban đồ cũng cho phiếu hay phiếu gì đó. Dạ. Cái mình lãnh. Dạ, mình đi lãnh. Ừ. À, tiền tàn tật là được 500 mấy không anh? 405 ngàn. Dạ. Hả? Rồi phải cần thêm cái tiền mà làm sen thì sống thôi. Dạ. Ừ. Bán vé số thì nó có thu nhập hơn nhưng mà sợ bị giật anh. Giật 2 lần rồi, nghỉ rồi. Là thất kinh rồi. Không có gì dám đi nữa. À. Coi đầu cái lên xe gù cái gầu. Giật 2 lần là được bao nhiêu vốn? Lần bán 200. Dạ. 200 tấm á. 200 tấm là 2 triệu đồng á hả? Gần 2 triệu chứ ha. Vốn là hết 1.8 triệu hay đúng không anh? Giật 2 lần nghỉ luôn, không đi nữa. Đứt vốn luôn rồi. Ừ. Giờ bằng sen ăn cho chắc ăn đi. Làm sen cho chắc ăn. Ừ. Từ hôm ấy giờ không có rồi. Giờ hai nhỏ mới nói thôi ra tiếp đi bà sắm đồ Tết cho. Dạ. Đi tiếp đâu anh? Tiếp ngoài Bình Dương gửi ly với bắp bánh mì á. Ồ xa vậy á hả? À, đi ra tới Bình Dương làm luôn. Ừ. Mới nói thì khổ quá thì đi cho sắm đồ Tết cho nó. Dạ. Nước bộ. Dạ. À, bà cô đó nói đi ra ngoài đó sắm đồ Tết cho. Bưng ly cà phê đồ ai uống bưng đưa gì đó. Dạ em biết rồi. Ừ. Anh vậy là công việc dưới này là chỉ có là lột sen thôi chứ không có làm gì khác hả? À, lột sen không à. Người khó khăn như mình thì chỉ có bán vé số, mà bán vé số anh sợ quá thì cũng bán được. 2 lần là không dám đi nữa. Dạ. Người ta gạt anh nhiều không? Gạt bị 2 lần đó. À. 2 lần rồi nghỉ luôn, không dám đi nữa. Dạ. Đi đưa lựa coi gì cái đậu cái xe nó gài sao sẵn á, nhảy dạ. Lên đậu chạy luôn. Rồi em biết qua cái thủ đoạn tụi đó rồi. Anh ấy, ba mẹ mình chắc mất rồi anh hả? Dạ. Anh Út hả? Thứ 7. Anh thứ 7. Sao nhà có 4 anh em mà anh là thứ 7 gì vậy? Cái thằng kia thì nó con vợ nó cũng cho thờ. Nó cho thờ để này tôi thờ luôn. Không, nhưng mà ý là anh 4 anh em là 4 chị gái á, 4 gái, 2 trai á, là 6 người. Ừ. À. 4 đứa gái, nãy nó lộn. Ừ. Nãy anh hỏi nhà anh có mấy anh em? Là 4 đứa gái nó lộn. 4 người gái á. Là phải 6 người anh em chứ. Ừ. Đó. 2 trai. 4 chị gái thì tới anh. Ừ. Anh trai chị là vậy đúng rồi, anh đâu có 4 đứa gái. Dạ. 2 trai. 2 trai, dạ. Mà thằng Út nó không có thờ, vợ nó không cho. Dạ, thì thôi anh thờ. Thờ nhưng cha mẹ thờ. Thờ ông bà mà cũng tồi quá ở trong cái nhà. Cái này nóng dữ lắm luôn anh, ngồi tí mà toát mồ hôi luôn. Nhà rất là nhỏ luôn, chút xíu rồi cái chòi tôn ở dưới mé sông vậy thôi à. Không có được như cái chòi canh cây, canh vườn của người ta nữa. Dạ. Tệ quá. Lần mà anh đốt nhang là sao? Anh bỏ ghế anh trèo lên hả? Bắt ghế leo lên cái đốt. Dạ.
Anh vậy là hoàn cảnh mình gì, nhà nước có cho hộ nghèo gì nữa không anh? Hộ nghèo nó đâu ngay có. Có hộ nghèo. Có hộ nghèo cho hộ nghèo. Rồi đâu rồi? Cái hộ nghèo hả? Dạ. Hộ nghèo. Anh giữ đó ha. Dạ. Ừ. Cho được mấy năm rồi? Mới đậu lại năm nay nè. Mới đổi. Mới mãn rồi đậu lại. Dạ. Để có bảo hiểm. Bảo hiểm thì bảo hiểm hộ nghèo đó đó. Dạ, thì ý là nó có cái hộ nghèo là có cái bảo hiểm đó. Có. Ừ. Tôi thì bảo hiểm bên khuyết tật suốt đời. Dạ. À. Hai nhỏ bên bảo hiểm hộ nghèo. Hộ nghèo, dạ. À, em hỏi thăm cái là chị gái bên là cũng khó khăn hay sao mà ở cái nhà cùng bên đó còn nhỏ. Khó khăn. Chị anh chị là còn hết đúng không? Hai ừ. Người. Bốn chị gái thì hai trai đó. Dạ. Đã, tụi nó lộn, tụi nó bốn người rồi bốn gái á. Dạ, dạ. À, hai trai. Dạ. Anh cái nhà này ví dụ mà ai mà thương mình cho mình sửa lại, anh có mong muốn sửa lại cái nhà để mà ở cho nó khang trang không? Tôi muốn có nhà hảo tâm mà đó. Dạ. Cho cái nhà sửa lại chắc cha con ở dưới thờ phượng là mừng lắm. Mừng lắm ha. Dạ. Ừ. Chứ giờ sửa lớn là sửa y gì? Sửa nó cũng già y gì. Dạ. À. Mong có ai thương tình dạ. Hai cha con ba cha con mà cho mà sửa lại cái cho nó cái móng cho nó chắc chắc một cái ha. Dạ, dạ. Chứ cái nhà mà làm mé xong rồi cái móng tốn buồn lắm à. Dạ. Đóng cọc bê tông rồi là tốn dữ lắm à. Đổ cột xi măng. Đúng rồi, đổ cột xi măng á. Giống như là Thảo nói là hồi có Thảo có quay cái video về cái bà ngoài trên Lai Vung 83 tuổi đó. Mọi người xây cái nhà xong mà gần 100 triệu là cái vốn nó cái móng nó dự dằn lắm. Có cái này như mình đổ cái cột thôi. Đổ cột và cái mình lót đá. Đúng rồi, đổ cột. Không xây gạch vòng vòng. Không xây gạch. Phí nhiều lắm. Đúng rồi, đổ cột thôi, đổ mấy cái cột thôi. Rồi dần nhà tiền chế lên mà nó mắc vậy đó. Tại làm cái mé xăng này nó mắc tiền dữ lắm. Chứ không thôi nước nó chạy là nó sạc, nó sụp cái nhà người ta xuống à. Tốn kém dữ lắm. Mấy cái nhà mé xăng này. Sơn này nó nói gì là nói. Dạ. Đổ cột thôi. Dạ. Chứ không có làm ở dưới. À vậy hả? Mình mới để cái sạc ở trên. Dạ. Cái sạc lậu ở trên này là ở đây là cái sạc lậu. Đó dạ. Mình không có xây gì đó. Không xây đúng. Ờ dạ. Chứ xây nữa thì quý dữ lắm. Xây đổ cột mà. Để chống lỏng đó. Ờ, chống lỏng đi thôi. Trên này mình đổ dĩ sắt nè. Anh ra trên nhà trên là mình còn đất anh hả? Không, đó cũng bà chị. À. Như hồi đó bà già có bệnh đó. Dạ. Rồi khổ quá cái không có tiền á. Rồi anh rể mới đưa ra. Dạ. Thì thôi về đất là phải đưa cho anh. Dạ. Rốt cuộc bà cũng không hết cũng qua đời. Dạ. Thì cái đó cũng đúng thôi. Không thôi phải đi bán cho người khác. Dạ. Như còn nước còn tắt á. Dạ. Cũng chết. Hộ nghèo vậy là hàng tháng có lãnh từ tiền như không anh? Có, 400 mấy đó đúng anh? 405. Dạ. Ừ. Anh rồi chị đi về còn đâu có yêu cầu gì hết anh hả? Dạ. Đâu có yêu cầu chu cấp đồ gì ha? À. Vợ anh á. Nó trốn đi mà bắt biệt luôn. Dạ. Một bồng nhỏ nhỏ gái đi mất việc 4 năm tới nay nó 5 năm nè. Dạ. Chị có ở gần đây không anh? Quê chị á? Không, quê xa lắm. Ở đâu lận? Ở ngoài tỉnh gì nè. Tỉnh nhớ là coi. Tỉnh gì mà ở ngoài Bắc á? Dạ. Tỉnh Nam Định. À, dạ. Ở ngoài tỉnh Nam Định á. Có cưới hỏi không anh? Không có. Dạ, thương nhau đến với nhau vậy. Ở thôi ha. Đó tôi bào bằng tay bào mà bào ván bào gỗ á. Dạ. Rồi bả thì nấu cơm. Rồi bả thấy gì đàng hoàng dưỡng gì đó. Dạ. Chứ không cứ hỏi. Anh có xài số điện thoại gì không anh Sơn? Có. Dạ. Anh cho em xin cái số điện thoại của anh nha. Dạ. Dạ. Cái nhà tạm bờ vậy thôi. Cái nhà mà nó như muốn tuột xuống khỏi mé sông á. Cái nhà anh Sơn là ở ngay cái mé sông luôn đó cả nhà. Đây, ngay cái mé sông bây giờ nước nó rút xuống á.
Anh Sơn ơi, hôm nay em ghé thăm anh Sơn đó, có một cái cô ở bên Đức á, có gửi biếu cho anh 2 triệu để anh có tiền để dành xài Tết nha. Dạ. Dạ. Đây. Em đưa anh. Dạ. 4 tờ nha anh. Dạ. Cảm ơn cái cô ấy nhiều nha. Dạ, cái cô dạ. Ở bên Đức á. Dạ. 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 Thôi anh có tiền để dành mua sắm Tết. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn anh với chị gái với chị đó nhiều nha. Dạ, không sao đâu. Dạ. Còn em có gì đâu mà cảm ơn. Dạ. Mua cho hai đứa nhỏ hai bộ đồ dạ, rồi mua sắm đồ Tết đi, coi dạ. Như là có cái món quà mừng năm mới. Dạ. Dạ. Rồi vậy thôi em chào anh. Dạ.